Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Đặt vòng tránh thai cần kiêng làm việc nặng, kiêng quan hệ như thế nào, bao lâu? Đó cũng là thắc mắc của khá nhiều bạn gửi câu hỏi tới PMT Doctor. Bạn thân mến, đặt vòng tránh thai là một trong những biện pháp được nhiều phụ nữ lựa chọn vì chúng được thực hiện khá đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên, chị em thường hay thắc mắc sau khi đặt vòng tránh thai cần kiêng những gì? Đặt vòng tránh thai có cần kiêng quan hệ nhiều không? Bạn cần biết vòng tránh thai là gì? Là dụng cụ nhỏ thường có hình chữ T, làm bằng nhựa dẻo hoặc bằng đồng, được đặt vào tử cung của người phụ nữ để ngăn chặn cho tinh trùng gặp trứng, cũng như ngăn chặn trứng làm tổ trong tử cung để phát triển thành bào thai. Việc đặt vòng tránh thai hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến quá trình quan hệ vợ chồng. Phương pháp đặt vòng tránh thai mang đến hiệu quả 99% và phát huy tác dụng ngay sau khi đặt vòng. Khi đặt vòng tránh thai, bạn có thể yêu thoải mái trong vòng 5 đến 10 năm mà không lo dính bầu. Theo đánh giá của tôi, dụng cụ tránh thai này tương đối bền, dễ sử dụng, thoải mái và không tốn kém. Vì thế trong nhiều năm qua, vô cùng nhiều phụ nữ Việt đã sử dụng phương pháp đặt vòng tránh thai để thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Lưu ý, vòng tránh thai không có tác dụng giúp ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Bởi vậy, với những chị em có quan hệ với nhiều người thì bạn vẫn nên kết hợp sử dụng bao cao su để ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm. Đặt vòng tránh thai cần kiêng những gì? Ba điều tối kỵ chị em nhất định phải nhớ. Thứ nhất, kiêng làm việc nặng. Sau khi đặt vòng tránh thai, bạn cần phải nghỉ ngơi ít nhất 2 đến 3 ngày, kiêng đi lại và lên xuống cầu thang. Không nên làm việc nặng trong ít nhất khoảng 1 tuần. Thời gian này bạn cũng không nên tham gia vào những hoạt động thể thao mạnh như leo núi, bơi lội, chạy bộ, tập aerobic để vòng có thời gian ổn định vị trí trong cơ thể. Lưu ý quan trọng là bạn không được vệ sinh vùng kín quá mức như ngâm bình trong bồn tắm, không đi bể bơi, tắm biển, kiêng thụt rửa âm đạo sâu dễ gây nhiễm khuẩn. Vì đặt vòng tránh thai có thể gián tiếp gây nên các bệnh viêm nhiễm phụ khoa khi hư da nhiều. Do vậy, sau khi đặt vòng, chị em cần vệ sinh vùng kín sạch sẽ ngày từ 1 đến 2 lần bằng nước sạch và dung dịch vệ sinh phụ nữ có độ pH phù hợp. Việc đặt vòng tránh thai cũng có thể gây tổn thương nhẹ trong âm đạo và tử cung. Bởi vậy, sau khi đặt vòng, chị em cần quan hệ ít nhất khoảng 7 đến 10 ngày, lâu hơn là 2 tuần. Ngoài ra, khi quan hệ cần tránh việc quan hệ thô bạo sẽ ảnh hưởng đến vị trí vòng tránh thai, khiến nó bị xô lệch, thậm chí tuột ra ngoài. Việc đặt vòng tránh thai không ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng, nhưng nếu quan hệ mà cả bạn và ông xã đều cảm thấy đau, hoặc bạn có hiện tượng chảy máu âm đạo thì cần đến bác sĩ để kiểm tra ngay. Có thể là do sợi đuôi vòng quá cứng, còn dài hoặc vòng đã bị lệch khỏi vị trí. Bạn nên đi kiểm tra siêu âm lại để xác định vị trí của vòng nếu có bất thường. Nếu không thể thích ứng được việc có vật lạ trong cơ thể, bạn có thể phải tháo vòng và sử dụng các biện pháp tránh thai khác. Ngoài ra, trong thời gian đặt vòng, bạn nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường như mất kinh, đau bụng dưới, da nhiều khí hư màu xanh, vàng có mùi hôi khó chịu, ngứa âm hộ, sốt, da nhiều máu thì bạn phải đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và được tư vấn kịp thời, tránh những biến chứng có thể xảy ra. Như vậy, băn khoăn của nhiều chị em về việc đặt vòng tránh thai có kiêng quan hệ không và các hoạt động về vận động, sinh hoạt phải chú ý như thế nào đã được giải đáp. Kiêng quan hệ từ 7 đến 14 ngày là việc làm cần thiết để vòng tránh thai được ổn định, giúp hiệu quả của dụng cụ tránh thai này bảo toàn trọn vẹn trong thời gian từ 5 đến 10 năm. Vì thế, chị em cần tâm sự, trò chuyện với bạn đời của mình sau khi đặt vòng tránh thai để nhận được sự chia sẻ, hợp tác của chồng. Đây là thời điểm để tử cung của bạn thích nghi với vòng tránh thai, nên việc kiêng quan hệ vợ chồng là điều không thể coi nhẹ. Cuối cùng thì PMT Doctor xin chúc các chị em tránh thai thành công và có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!